sống lên. Tất cả mau bỏ vũ khí xuống. Đứng lại. Đại nhân Kim Đem Ốc nhà truyền lời, ngài ấy đang chờ người ở bên trong. Đem Ốc, ngươi hãy đầu hàng đi. Nếu như vậy, ta sẽ giữ mạng sống cho cả nhà của ngươi. Sao chứ? Ngươi sẽ giữ mạng sống cho ta sao? Không phải là quả nhân sẽ giữ mạng sống cho ngươi đâu. Chẳng qua là ta chỉ giữ lời hứa của mình mà thôi. Tiểu nhân sẽ đưa ra bí quyết của thuốc giải độc, nhưng thay vào đó, tiểu nhân cũng có một điều kiện. Điều kiện mà nhà ngươi nói là gì vậy? Xin người hãy tha mạng. Hãy tha mạng cho phụ thân của tiểu nhân là Kim Đề Mốc. Con trai Đề Mốc của nhà ngươi đã nhờ ta hãy tha mạng sống cho phụ thân của mình. Nhưng thử thách và đau khổ ngươi đã gây ra cho ta, tuy là ta không thể nào tha thứ cho ngươi được, nhưng mà chính ngươi đã tạo ra con người của ta bây giờ. Nhờ ngươi đã đẩy ta xuống vị trí thấp nhất, nên ta mới hiểu được nỗi khổ của người dân, để rồi trở thành một vị hoàng đế sống cùng với nhân dân, chứ không phải một vị hoàng đế chỉ biết ngồi trên ngai vàng. Nói vậy, ngươi đang muốn nói lời tạ ơn ta hay sao hả? Không phải, mà ta muốn tạ lỗi với ngươi. Chẳng phải ngươi đã từng nói rằng vì đất nước tiên đế đã đẩy ngươi vào hố sâu tuyệt vọng, và vì muốn sống sót giữa nơi giống như địa ngục đó, ngươi không còn cách nào khác phải trở thành một con quái vật. Cho nên ta muốn xin lỗi ta sao? Được thôi, để rồi ta xem ngươi sẽ làm gì khi bá tánh trăm họ rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Ngươi sẽ làm như Khổng Tử hay Mạnh Tử đã từng dạy, hay là ngươi chỉ khuyên họ nên bỏ cuộc mà thôi? Quả nhân sẽ chạy vào trong cái hố sâu đó, sau đó sẽ cho bá tánh mượn bờ vai của mình, cho tới khi họ có thể đứng lên vai của ta và thoát ra ngoài, nói là sẽ lòng. Sẽ không tạo ra thế giới, mà ở trong đó tất cả bá tánh của quả nhân đều thành một con quái vật giống như ngươi. Nếu như ta có thể gặp được một vị minh quân giống như ngươi sớm hơn. Trong một thế giới mà nước phải chảy từ trên cao xuống dưới thấp này, nhưng ta làm cho nó phải chảy ngược trở lên trên. Bây giờ dù cho nó có về quy tắc vốn có, nhưng trong lòng của ta vẫn không hề hối hận về thế giới đảo ngược của mình. Ta sẽ ở dưới địa ngục
mở to mắt nhìn thật kỹ ngươi làm cách nào để mà thay đổi Chô Sơn này. Ngươi hãy làm như vậy đi. Đẹp không? Hoàng thượng điện hạ, người hồi cung sẽ trễ hơn chúng ta nghĩ. Đúng thật là như vậy. Không phải lại để đem ốc trốn thoát rồi đó chứ? Hoàng thượng điện hạ hồi cung. Tội nhân tạo phản đem ốc và trưởng dân Thủy Thính đều đã chết, và tất cả những tên còn lại đã đầu hàng rồi. Hoàng thượng, Hạ thần xin chúc mừng hoàng thượng. Hạ thần xin chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Hình như tới lúc nên rời khỏi đây rồi. Các người còn nhìn gì vậy? Mau lùi xuống hết đi. Hoàng thượng à, nàng có biết là ta đã lo lắng cho nàng như thế nào hay không hả? Tiểu nữ không bị làm sao đâu mà. Không biết bây giờ ta phải làm sao với nàng được đây hả Ca Ơn? Ta phải nổi giận hay là phải khen nàng đã làm tốt lắm? Hôm nay nàng đã cứu được mạng sống của chính mình rồi Ca Ơn à. Bây giờ phải cứu lấy những người còn lại thôi. Ta sẽ đi nói Ly Xuân, hãy đi cùng với chúng ta. Tiểu nữ sẽ mang thuốc tới thưa hoàng thượng. Hoàng thượng điện hạ đang chờ ngươi ở bên ngoài, ngươi hãy mau theo ta. Ly Xuân à, hãy nhận lấy đi, đây là thuốc giải. Nếu như huynh không tin tưởng ở ta thì hãy tin tưởng ở Ga Ơn mà nhận lấy đi. Nếu là thuốc tiểu thư Ga Ơn đưa cho ta thì dù là thuốc độc cũng không có vấn đề gì. Khi ta đề nghị huynh quán đổi vị trí của huynh cho ta thì ta đã hoàn toàn không thể lường trước được việc đó lại nguy hiểm tới mức như vậy. Thật lòng mà nói, đó là lỗi của ta.